Chiến thuật mới của Nga làm quân đội Ukraine điều đứng Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, đã có những phân tích mới từ chính giới bình luận phương Tây cho thấy rằng người Nga đã tiến lên vững chắc như thế nào trên chiến trường Đặc biệt là họ đã chỉ ra nguyên nhân cốt lõi của những thành công đó đến từ cách đánh linh hoạt và chịu khó thích nghi của phía Nga Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề này trong video ngày hôm nay Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết Chiến thuật mới của Nga làm quân đội Ukraine điều đứng Tờ Daiwet mới đây đã mở đầu bài viết của mình bằng cách gọi vấn đề thiếu nhân lực trong quân đội Ukraine là một cuộc khủng hoảng hiện sinh. Truyền thông Đức viết rằng chính quyền Kiev đã liên tục mở cửa các nhà tù để bổ sung nhân sự đã tổn thất trên chiến trường. Ukraine đang quần khoảng 200.000 tân binh để giải quyết tình trạng thiếu hụt quân số. Do đó, quân đội của nước này đã tuyển dụng trong các nhà tù nhưng mà số lượng tù nhân vẫn là không đủ so với nhu cầu thực tế đó là một bất lợi của chính quyền ông Zelensky. Còn về phía Nga thì sao? Một nhóm các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đã bắt đầu lờ mờ nhận ra chiến thuật mới nhưng không hề lạ lẫm của Moscow. Họ viết rằng Nga đang tìm cách để giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hào bằng chiến lược vây đồn diệt viện. Ông Putin đã đưa ra một học thuyết chiến thắng cho rằng lực lượng Nga sẽ có thể tiếp tục tiến quân từng bước vô thời hạn, ngăn chặn Ukraine tiến hành các hoạt động phản công thành công và giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hào với lực lượng Ukraine. Đó chính xác là những gì mà Nga đang làm và sẽ làm. Ukraine và phương Tây không có một phương án khả thi nào để ngăn chặn điều đó, bởi vì sự chênh lệch lực lượng quá lớn giữa hai bên. Kiev không thể bù đắp đủ số lượng quân sĩ để tạo ra một ưu thế vượt trội trước Nga. Chính cựu tổng công tố Ukraine Yuri Lutsenko xác nhận điều này trên kênh truyền hình hồi tháng 1 khi cho rằng Ukraine đã tổn thất 500.000 quân. Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ tiếp tục phân tích chiến thuật mới của Nga như sau. Bộ tư lệnh quân đội Nga hiện đang ưu tiên các hoạt động tấn công nhất quán nhằm đạt được những lợi ích chiến thuật dần dần, thay vì tiến hành một hoạt động tấn công riêng biệt trên quy mô lớn, thông qua các hoạt động cơ động nhanh chóng. Putin và Bộ Chỉ huy Quân đội Nga có thể coi các hoạt động tấn công lén lút là cách tiếp cận đảm bảo hơn để giành được lợi thế ở Ukraine so với các cuộc tấn công cơ động có quy mô lớn và dường như chấp nhận thực tế rằng lực lượng Nga có thể phải theo đuổi các mục tiêu hoạt động riêng lẻ có ý nghĩa trong nhiều tháng nếu không muốn nói là nhiều năm. Như vậy thì có thể thấy rằng chuyên gia phương Tây nhận ra Moscow đã chuyển từ chiến thuật tấn công quy mô lớn sang các trận đánh lẻ. Và các báo cáo mỗi ngày về tình hình tiền tuyến đều cho thấy Nga đã đạt được các tiến bộ mới. Đây là một thực tế mà những nhà phân tích phương Tây cố tình bỏ qua. Cũng trong báo cáo phân tích này thì các tác giả cho rằng hệ thống chỉ huy của Nga vẫn đang dập khuôn theo phong cách có từ Liên Xô, tức là nhận lệnh từ trên cao xuống. Cách đánh giá này là hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế, các đơn vị chiến đấu của Nga được trao quyền tự chủ ở cấp độ chiến thuật để có thể chủ động chiến đấu theo cách riêng của họ. Và cuối cùng thì trong báo cáo của mình, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đã thừa nhận sự thật quan trọng như sau: Một cuộc chiến tranh kéo dài có lợi cho tính toán của ông Putin, bởi vì ông ấy có thể đánh giá rằng Nga sẽ giữ vững mọi vùng đất mà họ đã chiếm được và lực lượng Nga sẽ có nhiều khả năng tiếp tục đạt được các mục tiêu lãnh thổ. Một cuộc chiến kéo dài có thể sẽ khuyến khích ông Putin đặt ra các mục tiêu lãnh thổ mới một cách rõ ràng miễn là ông đánh giá rằng lực lượng ukraine không thể ngăn chặn được bước tiến của quân đội nga cũng như không thể tiến hành các cuộc phản công có ý nghĩa rõ ràng là các chuyên gia phương tây đang cố tình hạ thấp bất kỳ một quan điểm nào liên quan tới chiến thắng của nga và họ cho rằng những bước tiến chậm rãi của nga không có ý nghĩa gì về mặt chiến lược nếu như ukraine có thể hủy bỏ được những thành quả đó từ đó thì viện nghiên cứu chiến tranh hoa kỳ đưa ra một giải pháp để cứu vãn tình thế đó là phương Tây nên cung cấp cho Ukraine nhiều thứ hơn để làm rối loạn kế hoạch của Putin. Nhưng mà về cơ bản thì cuối cùng viện này cũng phải công nhận là tất cả những bước tiến nhỏ của Nga trên chiến trường đang thực sự phát huy hiệu quả cho một hoạt động lớn hơn. Và Ukraine không có cách nào để cản trở những bước tiến này. Vậy thì chiến thuật mới của Nga mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đề cập tới cụ thể là như thế nào? Chiến thuật độc lạ của Nga có phải là tấn công tự sát hay đang gây hoảng loạn cho Kiev? Gần đây, trên các diễn đàn Ukraine có nhiều cuộc thảo luận về chiến thuật mới được thay đổi của Nga. Đặc biệt là khi Bộ Tham mưu Nga đang đưa ra các phương tiện dân sự nhỏ gọn hơn vào chiến trường để thích ứng với sự nguy hiểm của máy bay không người lái FPV. Điều này đã được minh chứng qua bài phân tích của một nhà phân tích quân sự Ukraine, đặc biệt là khi đề cập đến các cuộc tấn công của Nga theo hướng cốp Người Ukraine lúc đầu nhận thấy là Nga tập trung một nguồn lực lớn bao gồm hàng chục nghìn quân nhân với hơn 300 xe tăng trên một khu vực nhỏ. Do đặc điểm địa hình, giới phân tích Ukraine đánh giá việc Nga tích lũy một lượng lớn nhân lực và thiết bị như vậy là không hiệu quả. Tuy nhiên, phía Nga đã có những bước tính toán khác. Họ đã đưa các phương tiện nhỏ ra trận, bởi vì càng ít gây sự chú ý thì càng có thể dễ dàng tiếp cận gần tới các vị trí của đối phương. Trong khi đó, thì các thiết bị lớn như là xe tăng, thiết giáp, liệu pháo sẽ hạn chế đưa vào các trận đánh. Chúng được ngụy trang kỹ lưỡng trong các đồn điền hoặc khu vực có cây cối rậm rạp xung quanh phía Ukraine đã đăng tải hình ảnh về những chiếc xe máy bị UAV của họ phá hủy, nhưng nó lại không gây thương vong nhiều cho người Nga. Đến lúc này thì Kiev và phương Tây mới bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của chiến thuật đánh riêng lẻ của đối phương. Tờ New York Times vào hôm 29 tháng 6 viết rằng, các vụ tấn công bằng xe máy, xe địa hình, xe bốn bánh của Nga hiện chiếm tới 50% các vụ tấn công ở một số khu vực của tiền tuyến. Họ cho biết rằng Nga đang cố gắng để tận dụng tốc độ của những chiếc xe máy băng qua các cánh đồng rộng lớn nơi mà những chiếc xe bọc thép công kênh của họ có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của UAV. Và với hình thức tấn công này, ở một số khu vực Nga đã tiến xa tới 15 dặm tính từ điểm xuất phát. Tờ New York Times cho biết, theo thời gian, chiến thuật này đang phát huy tác dụng và quân đội Nga hiện đang tiến gần tới các tuyến đường tiếp tế và thị trấn quan trọng về mặt chiến lược của Ukraine ở vùng Donbass. New York Times cũng mô tả kỹ lưỡng chiến thuật mới mà các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ nhắc đến như sau. Nga đã thử nghiệm nhiều cách tiếp cận khác nhau để vượt qua các cánh đồng trống. Mới nhất là cuộc tấn công bằng xe máy. Với máy bay trinh sát không người lái có mặt khắp nơi trên bầu trời Donbass, xe bọc thép của quân đội hai bên đều sẽ là mục tiêu dễ dàng bị tấn công. Còn những chiếc xe máy và xe địa hình sẽ di chuyển nhanh hơn và khó bị pháo bắn trúng hơn. Những binh sĩ Nga có thể vượt qua được cánh đồng với sự yểm trợ của hỏa lực từ phía sau nhằm ngăn cản lính Ukraine thò đầu ra khỏi chiến hào và nhắm bắn vào toán lính Nga đang di chuyển mặc dù cách làm này có rủi ro lớn nhưng mà nó cũng đã giải quyết được một thách thức chiến thuật quan trọng của cuộc chiến ở ukraine đối với cả hai bên đó là làm cách nào để vượt qua một cánh đồng trống đầy mìn trong khi trên đầu thì dày đặc uav theo dõi còn ở dưới đất thì hỏa lực pháo binh bao trùm trên địa hình cánh đồng những binh sĩ đi xe máy có tầm nhìn tốt hơn và có thể lái xe để tránh những quả mìn mà người điều khiển xe bọc thép có thể không nhìn thấy được hoặc là họ có thể đi dọc theo dấu bánh xe bọc thép để lại trong các cuộc tấn công trước đó, bởi vì chắc chắn là những lối đi này sẽ không có mìn. Nếu như vượt qua được cánh đồng thì các binh sĩ sẽ bỏ lại xe máy, tiến vào chiến hào của quân Ukraine và cận chiến. Trung sĩ người Ukraine có tên là Sapsan, thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 cho biết rằng, những chiếc xe địa hình và xe máy này đi rất nhanh, chúng lao thẳng vào vị trí của chúng tôi. Binh sĩ Ukraine cũng hé lộ rằng, giống như là một làn sóng tấn công bộ binh mà Nga đã sử dụng để đánh chiếm Bắc Bút vào năm ngoái, các cuộc tấn công bằng xe máy này đã gây ra thường vòng lớn. Họ gọi tên cách đánh này là chiến thuật bổ sung, tức là phối hợp cùng với những lợi thế vượt trội của quân đội Nga về số lượng pháo binh và đạn dược. Nói một cách khác thì sự đổi mới của Nga là minh chứng cho chiến thuật thích nghi. Các chỉ huy Nga nhận thấy phía Ukraine cũng hạn chế sử dụng xe tăng, thiết giáp do họ sắp cạn kiệt số lượng các loại thiết bị này, hoặc là họ muốn bảo tồn số thiết giáp còn lại. Điều đó có nghĩa là trên nhiều mặt trận thì việc có ưu thế về thiết giáp cũng sẽ không đem lại lợi thế. Vũ khí tấn công hiệu quả nhất lúc này chính là UAV. Loại vũ khí này lại khó có thể tấn công chính xác vào các mục tiêu nhỏ và cơ động như là xe máy và xe địa hình. Có điều là tờ New York Times cũng dẫn lời các binh sĩ Ukraine cho biết rằng, chiến thuật sử dụng xe máy của người Nga không khác gì hành động tự sát, bởi vì những binh sĩ lái xe máy dễ bị những mảnh pháo nổ tung găm vào người. Thêm nữa là khi họ tiếp cận chiến hào của Ukraine thì họ sẽ phải hứng chịu một loạt các hỏa lực từ súng máy của đối phương. Tuy nhiên, chính chuyên gia quân sự Ukraine cũng đã bác bỏ quan điểm này. Ông ấy cho rằng chiến thuật của người Nga không phải là cuộc tự sát. Bản Solonko 1648 viết như sau. Theo quan sát của tôi, tại một trong những khu vực đang diễn ra cuộc tấn công tích cực, trung bình mỗi ngày người Nga tiến hành một cuộc tấn công tập trung với sự kết hợp của nhiều loại phương tiện về mặt xe bọc thép thì họ sử dụng bmp bmd hoặc là apc chở quân xe tăng hỗ trợ và bảo vệ họ tất cả đều được đồng bộ hóa với hỏa lực pháo bình để khóa chặt quân phòng thủ ukraine buộc họ phải nấp sâu dưới đất từ đó hạn chế việc quân phòng thủ phóng máy bay không người lái thậm chí người nga còn tổ chức các cuộc không kích đồng bộ đồng thời tăng cường hơn nữa bằng các hệ thống tác chiến điện tử đặt trên xe bọc thép để ngăn chặn máy bay không người lái của ukraine Tất cả đều diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng để quân phòng thủ Ukraine có ít thời gian để phản ứng. Tức là chuyên gia quân sự Ukraine này mô tả rằng các cuộc tấn công của người Nga được phối hợp chặt chẽ bằng các loại vũ khí trên không và dưới mặt đất. Các binh sĩ lái xe máy của Nga không đơn độc tấn công mà họ được yểm trợ bởi UAV, pháo binh và cả tác chiến điện tử. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhận định của tờ New York Times vì đây là một cuộc tấn công tự sát. Chuyên gia quân sự Ukraine kết luận như sau. Thoát nhìn, chiến thuật này thực sự trông như là một cuộc tấn công tự sát bởi vì chúng ta có thể gây ra tổn thất cho họ nhưng mà nhìn chung nhiệm vụ của họ đã được hoàn thành ở một mức độ nhất định cuộc tấn công thường kết thúc khi một số lượng người nhất định sống sót và tiếp cận được các vị trí của quân đội ukraine chưa hết chuyên gia ukraine còn chứng minh rằng chiến thuật này của nga càng ngày càng có tác dụng ông viết như sau ngay cả khi không có quân tiếp viện trong khu vực thì quân nga vẫn có thể tiến hành hàng trăm cuộc tấn công như vậy điều quan trọng ở đây không chỉ là họ đang cố gắng đột phá đến đường cao tốc pokov konstantinuka mà còn là liên tục mài rũa tổ chức và phối hợp các cuộc tấn công như vậy kết hợp tất cả các phương tiện cần thiết có nghĩa là họ liên tục thích nghi đó là lý do tại sao việc đẩy lùi các cuộc tấn công như vậy là một nhiệm vụ rất khó khăn cho ukraine với nhận định này thì chúng ta thấy rõ ràng hơn được thực tế rằng ngay cả khi không có quân tiếp viện phía nga vẫn có thể thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vậy nếu như các cuộc tấn công này gây thương vong nặng nề cho phía nga và chiến trường không được tăng quân tiếp viện thì làm sao bộ tổng tham mưu nga có thể phát lệnh tấn công mỗi ngày như vậy cần phải lưu ý là chuyên gia quân sự ukraine có nói rằng người nga thực hiện ít nhất là một cuộc tấn công như vậy mỗi ngày quan trọng hơn nữa chuyên gia ukraine khẳng định người nga liên tục cải tiến tổ chức và phối hợp các cuộc tấn công kết hợp với mọi phương tiện cần thiết điều này là hoàn toàn trái ngược với cách mà truyền thông dòng chính ukraine và phương tây mô tả quân nga liều lĩnh và bế tắc ngay cả tổng thống zelensky cũng bác bỏ nhận định rằng nga và ukraine đang bế tắc trên chiến trường cách duy nhất để có thể phá vỡ thế bế tắc đó là tiến hành một cuộc tấn công với các loại vũ khí kết hợp trong đó mỗi đơn vị chiến đấu hoạt động độc lập với nhau ví dụ như nhóm trinh sát phải sử dụng các phương tiện liên lạc hiệu quả và tích hợp để phân tán mục tiêu khi mà nhóm tấn công đang tiến về phía trước trong khi các đơn vị điều khiển pháo binh máy bay không người lái súng cối ở phía sau phải hoạt động đồng bộ để ngăn chặn được mối nguy hiểm từ đối phương sự phối hợp này còn được hỗ trợ thêm bởi các đơn vị tác chiến điện tử để chống uav kèm theo đó là lực lượng không quân ném bom để làm mềm các vị trí của đối phương và đây là cách mà người nga đang tiến hành cải thiện và thích nghi để vượt qua được thế bế tắc hiện tại trên chiến trường nếu phản công kiev sẽ bị diệt vong ngay lập tức do thiếu nhân lực động lực và trang thiết bị trên mặt trận vẫn đang tiếp tục nóng bỏng với những bước tiến của người nga diễn ra ở khắp mọi nơi và các tin tức dội về cho thấy rằng Ukraine đang đứng trước thách thức cực kỳ nghiêm trọng. Trên mặt trận Donetsk, Ukraine đã mất tiểu khu Kana ở Chasovya và người Nga đang khép chặt vòng vây trên trục New York Torres. Tại khu vực Pokopsky, Nga đã chiếm được các làng Sokol và Vokov. Thành công trên một số chiến tuyến này đã tạo ra một cơ hội cho Nga phát triển hơn các cuộc tấn công nhằm vào Yevgenivka và Novosika Pesa. Trong khi đó, ở phía Bắc Kharkov, Nga đã mở một mặt trận khác, đồng thời nhanh chóng chiếm được làng Soniki Kozakov, nằm sát với biên giới của Nga. Trên thực tế, không chỉ tướng Sodo vừa bị cắt chức phải chịu trách nhiệm cho diễn biến thảm hại ở chiến trường, mà Kiev còn cho rằng hậu quả này có nguyên nhân trực tiếp từ các quyết định của tướng Sisky. Có tin đồn rằng tướng Sisky cũng có khả năng sẽ buộc phải từ chức sau khi bà phó chủ tịch đảng đầy tớ của nhân dân Mariana Berusleya lên tiếng chỉ trích Văn phòng Tổng thống Zelensky cũng đang tỏ ra bất mãn bởi vì vị tướng này đã ra lệnh điều chuyển các lữ đoàn tinh nhuệ ở Danes tới Kharkov để tăng cường đột phá cho tràn. Điều đó khiến cho nhiều mặt trận tại khu vực Danes bắt đầu tan rã. Dù vậy, Kiev vẫn nuôi hy vọng có thể cải thiện vị thế của mình thông qua các cuộc phản công. Có vẻ như là ông Zelensky vẫn chưa rút ra được một bài học nào từ nỗ lực phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái. Hiện tại thì ông ấy tuyên bố rằng quân đội Ukraine được trang bị tốt hơn so với vài tháng trước và có thể phát động một cuộc tấn công mới. Nhà phân tích quân sự Alexey Leonkov nhận định như sau: bất kỳ một nỗ lực phản công mới nào của Ukraine đều sẽ thất bại ngay từ đầu. Lý do đó là Ukraine thiếu tất cả các yếu tố cần thiết để thực hiện một chiến dịch như vậy. Với mặt kỹ thuật quân sự, Ukraine cần có xe bọc thép hạng nặng, pháo hạng nặng cùng với các hệ thống phòng không mạnh và ưu thế trên không để bảo vệ được các đội hình tấn công nhằm vào hệ thống công sự nhiều lớp của Nga. Nhưng mà trên thực tế thì Kiev không có lực lượng hàng không đáng kể. Họ thiếu vắng hệ thống phòng không và số lượng thiết bị hạng nặng cũng như xe bọc thép chỉ tính bằng hàng chục chứ không phải là hàng trăm chiếc. Thêm nữa, Kiev đang phụ thuộc vào máy bay không người lái. Thứ vũ khí này không phải là lựa chọn tốt để có thể giành lợi thế trong một cuộc tấn công, mặc dù chúng có thể hỗ trợ một phần trên tiền tuyến. UAV sẽ không thể ngăn chặn được đạn pháo và tên lửa của Nga ập tới nghiền nát binh sĩ Ukraine. Về mặt tinh thần quân sĩ, động lực chiến đấu của lính Ukraine trên chiến trường đã giảm xuống mức thấp nhất trong khi các tân binh chỉ được huấn luyện sơ sài. Quân đội Ukraine chỉ có thể giữ vững được tiền tuyến bằng cách liên tục bù đắp tổn thất bằng lính mới. Nhưng mà chính Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận rằng có khoảng 14 lữ đoàn của ông không được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Ông cũng than thở về sự chậm chế trong việc chuyển giao vũ khí từ các đồng minh phương Tây. Bất chấp những thất bại và tổn thất về nhân lực như vậy, cùng với những thành quả ổn định của phía Nga đang đạt được, thì chính quyền Tổng thống Zelensky vẫn đang bị phe hiếu chiến của chủ nghĩa toàn cầu thúc ép phải lao vào một cuộc tấn công khác. Xung đột nội bộ trong chính quyền Ukraine với việc sa thải, cắt chức hàng loạt các quan chức cấp cao cũng phần nào đã phản ánh được sự mâu thuẫn trong nội bộ chính trị Mỹ, nơi mà quyền lực của Tổng thống Biden đang suy yếu khi mà cuộc bầu cử cận kề. Có thể nói rằng dự án mang tên Ukraine với mục tiêu là đánh bại hoặc làm suy yếu nước Nga của phương Tây đang tỏ ra hụt hơi. Và bất kỳ một nỗ lực nào nhằm cứu ván dự án này đều chỉ dẫn đến sự kéo dài đau khổ cho cả người dân Ukraine và người dân Nga. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.